Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lê Minh. Hôm nay ở Mỹ mới có chiều 29 tháng 4, ở Việt Nam 30 tháng 4. Và nói ngày này là một cái ngày rất là trọng đại cho ở quê hương, một cái ngày mà đất nước không còn chiến tranh, rất là vui. Cho nên mình mở một bản nhạc hướng về quê hương cùng với anh chị em và các bạn. Hello, lần nữa xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Nói chung ở Việt Nam hôm nay là 30 tháng 4 là cái ngày rất là trọng đại. Mặc dù mà ở bên cái đất Mỹ là mình cũng lúc nào cũng hướng về quê hương cùng với anh chị em các bạn mừng mừng quê hương thống nhất. Đó là một cái niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam khi chúng ta dù sống ở nơi đâu, đi ở đâu nhưng luôn tự hào mình là một người Việt Nam mà biết bao nhiêu xương máu cha anh chúng ta đã nằm xuống để mình có một cái đất nước Việt Nam yên bình như ngày hôm nay. Và trong đó có tôi và anh chị các bạn có được cơ hội để mình đi ra nước ngoài, là mình học hỏi, mình đem những cái tư duy, mình đem những cái hay về cho tổ quốc, cho quê hương của mình, chứ không phải rồi qua ra đi nước ngoài rồi quay lưng rồi chửi bới quê hương cũng như mấy cái đàn phần xuyên tạc chống phá đất nước. Tôi thấy tụi nó ở bên Mỹ này mấy cái ngày này thì nó kêu rào, nó khóc lóc trên mấy cái cộng đồng không dân mạng. Tôi thấy mấy thành phần mà xuyên tạc chống phá đất nước ngày đêm hàng nghìn những cái diễn đàn của nó, tụi nó, anh chị các bạn, nó rào hét hét giống như là một cái gì đó khủng khiếp đó. Những cái con người này tụi nó sống nó hoang tưởng không biết. Những cái đấu trường của tụi nó mình vào mà chia sẻ mà nói phản biện là tụi nó tìm cách nó không cho mình nói nữa. Tôi rất tiếc là những cái điều đó, những cái sự tuyên truyền của những thành phần chống phá đất nước 46 năm rồi mà tụi nó vẫn còn tìm đủ mọi cách chống phá Việt Nam. Cái điều mà tôi cảm thấy hay nhất là những người lãnh đạo Việt Nam phải nói là rất là tài giỏi, phát triển đất nước không ngừng. Mặc dù mùa Covid hiện nay khắp thế giới đang gặp những khó khăn, không riêng gì nước Mỹ mà ở Việt Nam kiềm chế được rất là tốt. Gần đây cũng có những cái sự xảy ra ảnh hưởng của Ấn Độ, Lào, Campuchia, nhưng Việt Nam mình, tôi tin tưởng rằng tôi về tôi sống tôi thấy, tôi tin tưởng rằng cái sự lãnh đạo của những người Việt Nam, cơ quan nhà nước người ta đặt cái ưu tiên hàng đầu của người dân lên trên. Tôi thấy nhất là cái mùa lễ ba dịp lễ 30 tháng 4 này thì người dân Việt Nam cũng vừa ăn lễ và cũng đề cao cảnh giác các vấn đề mà phòng chống bệnh dịch Covid rất là hay. Các bạn thấy cái nước Mỹ bây giờ chính trị, đời sống xã hội nó rất là hỗn độn, còn những cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước thì tụi nó ngày đêm tìm đủ mọi cách. Một số anh em cũng inbox nói chuyện, chia sẻ, nói rằng tụi nó không làm được gì đâu anh Lợi Minh ơi. Mình biết rằng là như vậy anh chị các bạn, nhiều khi vào mình thấy nó xuyên tạc á là mình nóng máu, tại vì con người của tụi nó rất là bẩn thỉu, nó không dám chấp nhận cái sự thật mà đất nước Việt Nam đã và đang phát triển và đổi mới, và người dân Việt Nam đang sống trong hòa bình. Nó không dám chấp nhận những cái điều đó và nó nhìn vào một số những cái tiêu cực của xã hội Việt Nam để nó đánh đồng, nó xuyên tạc. Đó là cái điều lấy làm đáng tiếc trên cái không gian mạng này. Thành ra anh em chúng ta mỗi người một tiếng nói, tìm tiếng nói làm sao mình đẩy lùi tụi nó.
góp phần bảo vệ sự bình yên của quê hương. Chứ nước Mỹ này nói chung là chính trị bây giờ nó hỗn độn lắm anh chị các bạn. Qua đây thì tại tôi qua hồi nào giờ nói thật mà nói, nếu mà cho tôi chọn ở Việt Nam tôi vẫn chọn ở quê hương. Mình đến đây mình làm ăn rồi mình đi về thôi. Các bạn thấy gần đây cái tụi mà Mỹ trắng nó cũng lợi dụng, nó giết mấy hôm nay nó giết mấy người Việt Nam ở đó anh Hồng Luli. Hôm bữa ở miền East của nước Mỹ đó, một cái ông Việt Nam 55 tuổi có giết ổng giả mang ba thằng Mỹ trắng. Mới đây mấy ngày nè, những cái làn sóng bắt đầu kỳ thị và những cái vấn đề mà bất ổn xã hội trong hồi lại mình có điện thoại rồi. Chúc anh chị các bạn ở quê nhà cái lễ 30 tháng 4 được nhiều may mắn và vui tươi. Thôi thì ở bên xứ người mình cũng ăn ké cái ngày 30 tháng 4. Xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Bye bye.